thật không? À, đời buồn khi thiếu vắng em. Oh, oh, oh. À, mình chẳng làm gì khi không có em. Nhớ nhé này cát anh ơi, đừng vội quên những đóa hoa tuyệt vời. Cuộc đời tươi sáng đẹp như mơ là nhờ có rồi. Ôi nè, em để ý từ ngày ở nhà vườn về chị cứ hát mấy bài dính chữ ngộ hoài ngang, đừng nói thương thầm tư ngộ nha. Ôi, không có đâu à, tạo cái bài này có tên ngộ bộ vậy hả? Ủa dạ, chào bà. Chào mẹ. Con chào ba. Chào ông. Ủa bữa nay làm cái gì mà sáng sớm lại ra đây ngồi ăn? Mọi lần là ăn ở trong bếp mà. Dạ, đây là ý tưởng của con ông. Vừa qua mình với thiên nhiên, vừa hít thở không khí trong lành, rồi vừa có cảnh đẹp, vừa có hồ nước nữa. Ông thấy ý tưởng của con có ngộ lạ không? Lạ. Con lúc nào không lạ, cho nên suy nghĩ cái gì cũng lạ. Mày giỏi dạ. Ha. Cảm ơn ông. Ông ngồi đi. Có gì đâu, thì lâu lâu mình thay đổi không khí, ăn sáng ngoài vườn cũng tốt mà. Ủa nếu mà sắp xếp ngồi vậy thì hơi nữa thằng Kiên sẽ ngồi ở đây. Vậy mày ngồi ở đâu? Dạ con ngồi bên đó. Ủa rồi ghế con đâu? Dạ ghế con đây. Nè. Dạ. Ai cho ngồi ngang hàng với tôi vậy? Thôi mà em, nó cũng giống như là con cháu trong nhà mà. Sáng nay ăn cái gì? Dạ bánh mì. Với cái gì? Dạ ốp la. Ốp la đâu? Dạ trong nhà. Đi vô lấy mau. Dạ. Mẹ. Con á, con có chuyện muốn trình bày với mẹ. Chuyện gì? Con xin lỗi, con nghe điện thoại chút xíu. Alo. Cái gì? Có chuyện gì? Rồi tôi biết rồi, để tôi tìm cách tới liền nha. Bye bye. Mẹ, bạn con á, nó có việc gấp cần đến sự giúp đỡ của con. Mẹ cho con đi chút xíu nha. Em muốn đi đâu anh chở em đi? Thôi em đi taxi được rồi. Anh ngồi xuống đây ăn sáng với ba mẹ đi rồi còn đi làm. Không nữa. Được. Con muốn đi đâu để thằng Kiên chở con đi. Kiên, lấy xe chở vợ con đi cho yên tâm. Dạ. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Đi em. Nè, phải chi á, lúc nào mà cũng như vậy, dễ thở biết mấy ha. Anh làm như em giống như một phù thủy không bằng. Hả? Thấy thái độ của mẹ như vậy là em thấy em đã thành công một nửa rồi đó. Tại mẹ anh sợ em á bỏ đi nữa cho nên mới cho em đi dễ dàng như vậy đó. Gì muốn làm gì thì làm á, nhưng cũng phải chăm sóc cô tí cho anh, có biết chưa? Biết rồi, em tuân lệnh chồng. Thôi đi lẹ lên, đưa em tới gặp hai người kia đi. Không biết có chuyện gì mà bà Hồng mà ríu rít ở trong điện thoại. Xong rồi thì vợ gọi anh liền nha. Nhanh lên. Rồi. Đây á là chìa khóa giúp cho câu lạc bộ bà bầu vừa có tiếng vang, vừa có kinh phí ban đầu để thực hiện. Nhãn hiệu thời trang danh tiếng dành cho bà bầu.
tổ chức cuộc thi thiết kế bộ sưu tập thời trang đầm bầu. Với nhiều ưu đãi hấp dẫn, bao gồm hợp đồng độc quyền với công ty và giải thưởng tiền mặt lên tới 50 triệu đồng. Hấp dẫn không? Tuy không phải là quá nhiều, nhưng mà với một câu lạc bộ mới thành lập á, thì cũng đáng để bỏ công sức lắm đó. Ở đâu mà bà tìm ra thông tin này vậy? Thì tôi thấy trong trung tâm thương mại. Ê bà, qua đây có cái này hay lắm nè. Chuyện gì vậy? Dạ chị ơi, chị cần gì ạ? Chị chưa cần. Cảm ơn dạ em nha. Ê bà, cái gì? Bà làm gì? Dạ em chào chị. Em gửi chị cái này ạ. Dạ cảm ơn em. Vậy đó, nếu mà thực hiện được vụ này á thì cũng hay. Trời, phải nói là quá hay luôn. Chứ hay cái gì? Tôi nghĩ á, nếu thắng cuộc thi này á, thì mình vừa có tiền, vừa có danh tiếng, vẹn cả đôi đường. Nhưng theo tôi nghĩ á, nếu thắng thì không có gì bàn cãi hết. Nhưng mà vấn đề ở đây á, là làm sao để thắng cuộc thi này. Yêu cầu ở đây á, là phải có một bộ sưu tập mini với các mẫu thiết kế dành riêng cho bà bầu. Ai sẽ thiết kế, ai sẽ may và ai sẽ trình diễn? Tôi nghĩ á, cái chuyện mà thiết kế thời trang đầm bầu để dành cho bà Quỳnh Đài đi. Bà vừa là stylist trong năm, lại vừa là nhà thiết kế và có mắt thẩm mỹ tốt nữa. Cái gì? Sao nhất định phải là mụ Quỳnh Đài? Ủa, bộ có vấn đề gì với Quỳnh Đài hả? Không hẳn, chỉ là tôi không muốn hợp tác với mụ đó nữa. Nhưng nếu không phải là Quỳnh Đài thì bà nghĩ là ai có thể làm chuyện này? Thì tôi nè. Hả? Ôi, bà làm được không vậy? Nè, thái độ hai bà vậy là sao hả hai thím? Coi thường tôi không có khả năng thiết kế hả? Không, tôi không có ý đó. Nhưng mà tôi nghĩ bà phải lý trí hơn một chút. Dù sao á thì Quỳnh Đài cũng có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực thời trang này. Còn mình á là tay ngang, bà có đảm bảo cơ hội chiến thắng không? Nếu vậy phải có mũ cát cát đó nữa hả? Chính xác. Em còn uống miếng đi. Em uống rồi. Mấy bữa nay em cứ phải đi đi về về chăm sóc cho anh, rồi còn chuyện ở trên lớp nữa. Chắc là em cực khổ lắm. Em không sao hết á. Anh đừng có lo. Em không có bao giờ mà sợ khổ và cực đâu. Dù có khó khăn gì em cũng chịu được mà. Em ráng nhìn má nha. Sau này em sanh xong rồi, thấy mặt cháu nội chắc má sẽ thay đổi. Em hiểu mà. Anh á, mới tỉnh dậy, đừng có suy nghĩ nhiều quá, không có tốt đâu. Anh biết rồi. Em cũng phải giữ gìn sức khỏe nha. Em mà khỏe thì con mới khỏe được. Ra ngoài chơi ha. Khoai lang mát không con? Ủa chị Khánh. Ủa khoai lang nè. Ngoan nha con. Sao chị ngồi đây? Khoai lang nín nha, ngoan nha. Bé Thảo. Ui, sao vậy? Nãy giờ hai mẹ con xuống đây hóng mát hả? Dạ. Em nấu cơm xong chán quá không biết làm gì nên hai mẹ con xuống đây hóng mát. Nay chị không có hẹn hả? Hẹn ai?
Em hỏi gì lạ gì? Thì tại em thấy á, coi phim á là cứ mỗi lần người ta tặng quà cho nhau xong á là hẹn nhau đi nhà hàng hay coi phim gì đó. Không có hả? Em khéo tưởng tượng quá à. Cái quà đó con... là của một người bạn tặng chị, có phải người yêu hay bồ bịch gì đâu. Vậy hả? Vậy mẹ em cứ tưởng. Ngoan nha. Nín thương nha. Thương thằng nhỏ quá. Ê, nãy giờ hai mẹ con xuống đây lâu chưa? Ngoan nha con. Em xuống gần một tiếng rồi, nhưng mà nãy nó khoái lắm chị, không biết sao vợ khóc dữ vậy nữa. Nè, mẹ thương con. Ở dưới đây gió mái quá trời luôn. Nãy giờ đi vòng vòng chắc là nó khờ người rồi. Bây giờ em dắt nó lên phòng đi rồi thôi, nó ngủ đừng đi khóc nghe. Nữa mà dạ. Mẹ thương con. Chị không lên với mẹ con em luôn hả? Thôi, chị muốn ngồi ở đây một chút, em lên trước đi. Dạ, vậy em lên trước nha chị. Bye bye. Ngoan Khoai nha, Lan lên ngủ ngoan nha con. Để mẹ lưu con lên nhà nha. Ngoan nè Khoai Lan đi chị, nha. Chị, em quên nữa, em tìm thấy cái này trong gói quà. Em thấy nó trong gói quà hồi sáng á. Thôi em lên nha. Cảm ơn em. Thôi mà đi lên nha, không khóc nữa nha. Nha, mẹ cho con ngủ nha, đừng có khóc nữa nha. Khánh. Anh Thành. Anh đi đâu đây? Anh đi ngang qua, cái vô tình thấy Khánh đứng đây nên ghé vô chào Khánh. Phải hôm đó anh xạo em phải không? Anh mà xạo cái nỗi gì. Mà anh đứng đây chờ ai vậy? Lúc nãy nói rồi, anh thấy Khánh đứng đây anh vô chào thôi. Anh này biết giỡn quá Ý, ủa xe Khánh bị bể bánh hả? Xe em bị bể bánh rồi, không biết sao nữa. Hay là Khánh đem xe vô trường gửi đi, rồi anh chở Khánh về, vậy được không? Thôi, anh Thành cứ đi về trước đi, để Khánh tự đi sửa. Rồi ngày mai Khánh còn lấy xe đi học nữa. Sao Khánh tính chỉ cho mệt vậy? Bây giờ anh tính như vậy, Khánh gửi xe lại, Khánh đi với anh chở Khánh đi đâu đó, rồi anh chở Khánh về nhà. Về nhà xong rồi anh quay lại đây, anh lấy xe Khánh, anh sửa xong rồi anh chạy xe Khánh về nhà của anh, được không Khánh? Vậy là bây giờ Khánh đi với anh hả? Đẹp quá anh Thành. Mà sao anh Thành biết ở đây hay vậy? Bộ hồi lúc trước hay đưa mấy cô gái vô đây chơi lắm hả? Đâu có đâu. Xe anh hay bị hư, mỗi lần bỏ sửa anh đi qua đây, đi tới đi lui để đốt thời gian. Khánh. Cái gì vậy? Mở ra xem đi. Khoai tây mặt cười, ở đâu mà anh Thành có vậy? Bí mật. Khánh ăn thử coi ngon không? Anh Thành ăn với Khánh luôn nha, để đốt thời gian. Thôi nếu vậy thì anh không ăn đâu. Sao vậy? Ăn vào thời gian bị đốt rồi sao? Đi bên Khánh anh chỉ muốn thời gian ngừng trôi, ngừng chảy. Khoai tây mặt cười không còn vị như ngày xưa nữa. Anh muốn em phải làm gì với nó đây, anh Thành? Anh biết thế nào em cũng sẽ gọi lại cho anh mà. Em nghĩ dù sao thì tụi mình cũng đã từng có thời gian yêu nhau, và cũng đã từng là vợ chồng, nên em nghĩ mình cũng nên ngồi lại nói chuyện với nhau. Anh thấy sao? Được chứ, được chứ. Vậy ngày mai mình ăn trưa có được không? Em ơi, em nhận lời anh chứ. Cũng được.
Ngày mai anh sẽ đến trong phòng đón em nha. Ừ, vậy hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại em. Phải vậy chứ. Không lẽ hôm nay thất bại dễ dàng như vậy sao? Sao kỳ vậy? Hôm nay em sao á? Anh nói gì em có nghe không? Mỹ Hồng, trời ơi em có biết không? Người ta nói á, lúc có bầu á mà mẹ buồn á là con buồn theo đó. Nè, không lẽ em muốn con mình buồn hả? Mỹ Hồng, nè. Em sao vậy? Anh vừa mới nói cái gì vậy? Trời đất ơi, chứ nãy giờ anh nói em không nghe hả? Có chuyện gì vậy? Đâu có chuyện gì đâu. Thôi mình ăn cơm đi, để cơm nguội hết. Nè, ăn cá đi, anh thích ăn cá mà đúng không? Cái kiểu đánh trống lảng này nè, là không đến cửa hàng rồi đúng không? Anh kỳ quá, đang ăn uống mà nói chuyện gì đâu không à. Thôi, em không ăn nữa đâu. Nè. Em, thôi. Từ nãy giờ em có ăn cái gì đâu mà giờ không chịu ăn nữa. Nè, nghe lời anh đi, em phải ăn. Em ăn con mình mới ăn được, con mình mới khỏe. Nghe lời anh đi, ngồi xuống nè. Rồi, ngồi xuống nè. Rồi, vợ, ăn cơm nghe, ăn cơm. Đây, ăn trời cơm. Trời ơi, người ta đang có nỗi khổ mà cứ ba ăn hoài à. Nỗi khổ hả? Con mình có khổ theo không? Khổ cái gì? Trời ơi, không được đâu. Nỗi khổ thì em phải nói cho anh biết. Nói ra chứ để trong bụng là con nó khổ đó. Em nè, nói ra anh cũng đâu có giúp gì được cho em đâu. Trời, chưa nói là sao biết anh không giúp được. Nè, giờ em nói đi, nỗi khổ gì? Con giúp được không? Thiệt không? Thiệt. Anh hứa với em và anh phải hứa với con nữa đó nha. Nè, được rồi, giờ anh hứa nè. Con nè, ba sẽ hứa với mẹ con nè. Rồi, khi nào mẹ con nói ra, ba sẽ san sẻ với mẹ con. Chịu chưa? Thất hứa với em thì được, chứ không có được thất hứa với Ấu Nhi à nha. Biết rồi, giờ em nói ra đi, chuyện gì? Rồi, giúp cái gì? Anh đi gặp Quỳnh Đài và năn nỉ cô ấy giúp em nha. Sao anh? Anh hứa rồi đó. Anh đau bụng quá, anh lên lầu nha, anh lên lầu nha. Đau bụng quá. Ông xã. Trời, cố cho đã rồi thất hứa. Đúng là độ hưng hẹp hòi mà. Trời ơi, bây giờ làm sao đây? Mình mặc bộ vest này, nhất định Khánh sẽ cảm động cho mà xem. Sao hôm nay không lén tôi vậy? Hả? Tôi phải hôn lại. Ôi dạ, dập lỗ mũi anh rồi. Em xin lỗi, anh có sao không? Không, bình thường mà. Em tặng anh nè. Ủa, hôm nay đâu phải là ngày sinh nhật của anh. Nhưng mà em vẫn thích tặng anh. Anh cứ mở ra xem coi thích không. Có gà anh không vậy? Anh vừa mở ra có khi nào làm cái bùm cái mặt anh đen thui luôn không? Em không biết à nha. Bùm. Anh đúng là. Ủa, mua gì cho anh vậy?
vét. Đẹp không? Đẹp. Mặc vô thử coi. Ừ? Có vừa không? Anh nghĩ là vừa. Thấy chưa, đoán như thần. Giờ anh hay quá. Vừa y luôn ha. Cái áo này giống như là may cho anh bận luôn á. Đẹp may cho anh chứ còn may cho ai nữa. Hay quá vậy. Đẹp không? Ừ. Nhìn bảnh chưa? Đẹp quá. Ủa sao tặng áo vest cho anh vậy? Thì em muốn chồng em á, lúc nào cũng phải tự tin trước mọi người. Với lại ngày mai anh sẽ thành công trong buổi phỏng vấn. Cái này mất tiền không? Ai cũng bình thường thôi. Nhưng mà em muốn chồng em á, lâu lâu cũng phải chỉnh chu một chút chứ. Được, ngày mai anh sẽ chỉnh chu. Anh sẽ bận như vậy, không cần bận quần dài. Ê, vô đó phỏng vấn chắc chắn sẽ đậu. Không có được. Được sao không được? Anh mặc giày mà không mặc quần, đi vô trong đó người ta đuổi thẳng cổ anh ra khỏi phòng phỏng vấn đó. Em nghĩ sao mà em tin là thiệt vậy hả? Anh đâu có bị khùng đâu mà tự nhiên bận áo vest nhưng mà không có bận quần. Chọc em hoài à. À chồng ơi. Tối nay anh dẫn em đi ăn mì Hoành Thánh và đi xem phim nha. Tối nay ăn mì Hoành Thánh rồi đi xem phim. Chuyện đó dễ lắm, nhưng mà cái vấn đề là phải trả công cho cái người đã chở mình đi như thế nào ta. Anh phải hùng lại mới được. Trời ơi, sao tham lam vậy? À quá. Trời ơi, em đẩy mạnh quá, thái qua hàm anh luôn rồi nè. Chết rồi, có sao không? Mé miệng một bên rồi nè, bắt đền em đó. Nhưng mà em nhìn thấy chồng em dễ thương quá à. Ôi, vậy mà dễ thương hả? Anh mà làm vậy, có một cơn gió độc đi ngang qua làm cái miệng anh đơ đơn về hoài luôn không? Dù có như vậy em vẫn yêu anh mà. Alo. Vậy. Ờ. Được 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 được. Rồi 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 rồi, vậy 7:30 nha. Ai gọi cho em. Anh vậy? Anh nghĩ gì nè, ngày mai sau khi đi phỏng vấn anh sẽ chở em đi xem phim và đi ăn Hoành Thánh để ăn mừng được không? Vậy chứ tối nay anh đi đâu? Tối nay đi nhậu. Mấy đứa bạn mới gọi anh. Lâu lâu gặp lại mấy đứa bạn cùng lớp. Nha, vậy nha. Cảm ơn vì cái áo vest nha. Nhưng mà văn phòng em bây giờ nhiều việc quá nên không thể nào tới được. Em biết là việc đột xuất nhưng mà anh thông cảm, sắp xếp giùm giờ khác đi. Anh tới rồi nè. Hả? Anh đợi em chút. Em biết nhưng mà bây giờ nhiều việc quan trọng quá, làm sao đây? Nè. Nè. Em đã nói là anh đợi em một chút mà, qua bên kia ngồi đi. Thôi được rồi, em hiểu. Em hiểu rồi. Rồi, vậy đi. Anh để bồng ở đây nha. Bây giờ để bồng ở đây. Khoảng 20 phút nữa, 20 phút nữa là em tới đó. Rồi, anh để bồng ở đây. Vậy đi. Được không? Bông nè. Anh mới tới hả? Tới nay giờ rồi. Nghe chỗ em nói chuyện điện thoại á. Em lúc nào cũng bận rộn ha. Em mình đi được chưa? Anh Thành. Hôm nay là em có hẹn đi ăn với anh. Nhưng mà trưa nay em lại có một công việc nó đột xuất quá mà em không thể nào hủy cuộc hẹn đó được. Cho nên Em biết là trưa nay em có hẹn với anh. Nhưng mà anh phải hiểu là cái công việc này nó quá quan trọng, không có em là không giải quyết gì được hết. Cho nên mình có thể dời buổi ăn trưa này vào ngày mai được không? Em thấy ngày mai là em rảnh đó. Có gì hai tụi mình gặp nhau ngày mai nha. Đợi em chút xíu. Anh làm gì vậy anh Thành? Em đã nói với anh á là em với anh hẹn vào ngày mai. Công việc của em nó rất là quan trọng. Mắc mớ gì anh phải dằn mặt em như vậy? Tôi dằn mặt đó rồi sao? Cô hẹn với ai? Cô hẹn với tôi trước. Bây giờ tôi bỏ rơi tôi hả? Cô sẽ dùng tôi hả? Anh, cô giả bộ, cô đón nhận tôi, cho tôi hy vọng. Trong một lần nữa cô hắt cặn tôi, cô hẹn với anh đi. Cô là cô hồ ly tinh. Anh điên rồi. Tôi nói cho anh biết, đã đến nước này tôi và anh không còn một cuộc hẹn nào nữa hết. Anh đúng là đồ lỗ mãng mà. Nè, đứng lại đó. Cô không được quyền đi đâu hết. Cô đứng lại. Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Cô đứng lại. Buông ra. Cô không được đi. Hôm nay tôi với cô giải quyết cho xong chuyện ở đây. Anh lấy tư cách gì mà anh đối xử với tôi như vậy? Tôi nói cho anh biết,
chúng ta ly hôn rồi phải không? Tôi không có quyền can dự vào cuộc sống của cô rồi cái gì? Có gì đó cô nói hoài, cô biết chán hay sao? Hả? Cô muốn sao? Cô muốn nhìn cái khuôn mặt thảm hại của tôi chứ gì? Nếu cô thích, tôi sẽ cho cô nhìn. Dạ, thích tôi cho cô. Alo. Lạ đi, lạ lớn nó đi. Phải giúp cô. Hả? Anh đừng chết. Bình tĩnh đi. Anh mà bước tới, anh đừng có trách tôi. Anh đi ra. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi. Anh tránh ra. Đứng lại. Anh tránh ra. Anh đã không còn tình nghĩa gì với tôi. Giữa tôi và anh kể từ hôm nay chấm dứt. Tránh xa tôi ra. Anh mà bước lại nữa thì có trách tôi. Nè, không được đó, không được đó. Ông xã. Trời ơi, ông xã. Hả? Đứng lên. Trời ơi. Trời ơi, sao tự nhiên ngồi trốn ở đó vậy? Hứa giúp người ta rồi mà bây giờ trốn vậy đó. Em, hay là mình tìm cách khác đi. Thôi. Cách này thấy không ổn đâu. Có gì đâu mà không ổn. Bây giờ vô đó nói chuyện chút xíu. Có gì đâu to tát. Bình thường anh mạnh mẽ lắm mà. Nè. Định bỏ trốn hả? Đâu có. Nè, em đi đâu vậy? Định bỏ trốn hả? Không có trốn gì đó. Tôi đi đâu mặc xác tôi. Mẹ con tôi sẽ đi tha phương cầu thật. Nè, trời ơi, định đi đâu vậy? Bỏ mình lại đây. Trời ơi. Hôm qua hứa rồi, bây giờ muốn đổi ý là sao? Em không muốn ở đây để con phải thấy ba nó chưa ra trận mà đã bỏ trốn rồi. Em biết không, khó khăn lắm. Vậy thôi dẹp đi. Thôi mà. Ủa, hai vợ chồng giờ này sao đứng đóng phim trước cửa hàng tôi vậy? Nè, cái bà kia, bà nói ai đóng phim? Thôi. Vậy đó, tôi nói vậy không làm phiền hai vợ chồng được chưa? Nè, thái độ vậy là nè, sao hả? Mỹ Hùng, trời ơi, em sao vậy? Em nói tới đây giải hòa mà sao thái độ của em căng thẳng vậy? Chứ anh nhìn bà kìa, vậy mà anh còn bên bà nữa hả? Ê, nè, em sao vậy? Thôi, được rồi, hít thở sâu vô. Em nói thật á, nếu như mà không vì cuộc thi thời trang bà bầu á thì em không có thèm nhìn cái bà cát cát này đâu. Thôi được rồi, bây giờ anh vô. Chịu chưa, anh vô nè. Hít thở sâu nghe. Đi. Hả? Anna Nina xin kính chào quý khách. Quý khách muốn mua cái gì vậy? Hả? Cái bà kia, tôi mà là khách hả? Ủa, Mỹ Hồng đó hả? Tại biết sao không, lâu quá không có gặp đó. Không có ghé đây cho nên quên mặt mất tiêu rồi. Khỏe không? Em, giờ sao em? Em có sao không? Vợ tôi bị đau, tôi đưa vợ tôi về nhà nghe. Đi về. Không cần. Em chỉ cần vô trong kia giải quyết là xong à. Anh ở đây nói chuyện với Quỳnh Đài nha. Nha. Em đi đâu vậy? Trời ơi, em đau bụng quá, em chịu hết nổi rồi. Em. Nè. Bả đi đâu kệ bả đi. Anh làm gì vậy? Vợ anh mới đi có tí xíu thôi mà anh rối dữ vậy. Hả? Có chuyện gì? Có chuyện gì anh cứ nói. Không có gì hết. Tôi qua đây có... Có chuyện gì? À, tôi biết rồi. Ngày hôm nay á, anh tới đây là anh có ý đồ với tôi.
Ôi da, đau tay em. Anh Đài à? Thà anh kêu tôi bằng mày, kêu bằng anh nghe nó tổn thương dễ sợ vậy đó. Tôi xin lỗi. Bé Đài. Đó, nghe dễ thương ghê hồn. Sao anh? Tôi qua đây á là tôi muốn nói về cái chuyện hiểu lầm của Quỳnh Đài với vợ tôi. À, tưởng cái chuyện gì làm em hết hồn hả? Có phải á bà Mỹ Hồng muốn qua đây giảng hòa với em nhưng mà không có dám nói, cho nên mới nhờ anh mở miệng ra nói với em, có đúng không? Đúng không? Đúng không? Trời ơi là trời, kiểu này hy sinh là trai rồi. Trời đất ơi Quỳnh Đài à, thật ra tính tình của vợ tôi hơi nóng nảy, chứ trong bụng tốt lắm, không có. Thôi, không có sao hết trơn á. Chuyện đó chuyện nhỏ mà em bỏ qua hết trơn à. Hơn nữa em cũng đâu phải là con người nhỏ mọn đâu. Em cũng đâu có giỡn với anh đâu. Bây giờ mới giỡn nè. Sao em nói cho anh nghe, chuyện gì nằm trong bàn tay của em giúp được á là em làm liền à. Chết anh rồi Mỹ Hậu ơi. Cát cát này, lợi dụng quá đáng. Phóng. Chào cô Khánh. Tại sao anh biết tôi? Vậy mới là thám tử chứ. Mời cô ngồi. Có chuyện gì mà anh cần gặp tôi gấp vậy? Cô chờ một chút. Dạ em mời chị. Chị dùng gì ạ? Để chút nữa chị gọi sao. Dạ. Đây chính là người mà cô nhờ chúng tôi tìm. Người này tên là Tuấn, 37 tuổi, làm nghề môi giới bất động sản và là một tay cá cược chuyên nghiệp, tham gia các trò cờ bạc trên mạng. Hắn đã có vợ nhưng mà đến giờ vẫn chưa có con. Anh có chắc đây là người tôi cần tìm không? Nếu đúng theo những thông tin mà cô đưa ra cho chúng tôi thì đây chính xác là người đó. Alo, Khánh nghe đây. Sao? Ngay bây giờ? Thôi được rồi, tôi đến ngay. Tôi xin lỗi vì tôi có việc bận một chút. Vậy rồi những thông tin mà người cô muốn tìm thì sao? Anh cứ gửi vào địa chỉ email của tôi. Sau khi tôi kiểm tra kết quả xong thì tôi sẽ gửi phần tiền còn lại cho anh. Cảm ơn anh. Ok. Gã đàn ông đó là ai? Tại sao cô ta lại gấp gặp hắn đến như vậy? Anh ơi, anh có bị sao không? Cậu. Anh dùng gì ạ? Nè, lúc nãy sao anh để cho bà Đài níu tay níu chân anh, rồi còn nựng anh nữa? Đừng có nói với tôi là muốn đi tìm chính mình nha. Rồi, em nói gì kỳ vậy? Cái này là em kêu anh tới tìm Quỳnh Đài, chứ anh có muốn đâu. Thì em kêu anh tới tìm bả để năn nỉ bả nhận lời thiết kế bộ sưu tập để đi thi thôi, chứ đâu có kêu anh đứng yên đó để bả dê anh như vậy. Đã vậy còn dê trước mặt vợ của mình nữa, khó coi thế mồ. Em suy nghĩ với kỳ cục vậy, anh đứng im cho bả dê hồi nào? Cái này á, trách thì trách em đi hả? Tự nhiên kêu anh tới hả, dùng mỹ nam kế để quyến rũ Quỳnh Đài, bây giờ là quay ngược lại trách anh hả? Mai mới là Quỳnh Đài thôi mà anh đã như vậy rồi. Nếu gặp cô nào bốc lửa hơn chắc anh nhào vô ôm người ta quá. Thôi, em vô lý quá. Tự nhiên bây giờ quay qua trách em là sao? Thôi được rồi, anh không nói chuyện với em nữa. Nè, thái độ vậy là sao hả? Nếu như mà không thích thì thả mẹ con tôi xuống đi xe ôm đi. Thôi được rồi, kể từ nay trở về sau á, cho dù em có cho anh vàng, cho tiền, anh cũng không đi gặp cô bạn Quỳnh Đài đó của em, được chưa? Hãy
Để coi cô giấu tôi cái gì. Chị giờ hồi nào vậy? Sống bật đèn lên. Em bật đèn lên nha. Thôi, dạ. Không cần bật đèn, tốn điện lắm. Chị, có chuyện gì buồn hả? Không có chuyện gì hết. Thiệt không chị? Em nhiều chuyện quá à. Tại hôm nay văn phòng chị có nhiều chuyện giải quyết, chị mệt thôi. Vậy em lấy chị ly nước nha. Không cần đâu. Hôm nay trời mát thoải mái quá à. Bên kia có gì kìa? Em à, làm vợ anh nha. Ah.
Sao anh không kêu em? Anh có sao không? Anh ngồi dậy đi. Sao vậy nè? Sao mà nước đổ tùm lum vậy nè? Con ơi, con có sao không con? Em có sao không quá? Không, em không có sao hết á. Anh có bị phỏng nước sôi không vậy? Cô còn hỏi nữa hả? Nhờ có chút xíu chuyện, đi đâu vậy? Dạ, con xin lỗi má. Tại con hết nước sôi rồi cho nên con đi ra ngoài con lấy nước sôi. Cũng may là nó không sao, chứ không chết vì bị xe đụng mà chết vì bị nước sôi á. Má, không phải lỗi của vợ con đâu, lỗi của con mà má. Má nói như vậy không đúng sao? Tại con sơ ý mà. Đàn bà, lo cho chồng chút xíu. Mà đã bỏ đi đâu rồi? Cô muốn về thì nói tôi một tiếng, để tôi đem xe đem ngựa tới rước cô. Mắc gì phải làm như vậy? Chướng con mắc lắm. Đi về đi. Đi. Má. Dạ. Má. Má. Về đi. Về đi. Dạ. Má đừng có đuổi qua bà. Qua. Quá. Quá. Con, má lo cho con nha. Con uống nước không? Má rót nước con uống nha. Nha. Nằm đây má rót nước con uống. Thiệt tình mình quá đi. Con, nước nè con uống đi. Nước nè uống đi con. Con không uống. Uống đi mà. Con không uống. Mắc gì không uống chứ. Lệ Hoa, có chuyện gì mà đêm hôm khuya khoắt bà gọi điện thoại cho tôi vậy? Tại vì tôi... Lại có chuyện với má anh Quốc nữa phải không? Một ngày mẹ thấy con cười. Hoa, bà bị sao vậy? Nụ hồng bà sao vậy? Mẹ, rồi mấy bà đi được cái tiệm này ai canh? Bà canh đó. Trời đất ơi, nè, đứng lại coi. Mấy đứa này á, người con mình có cảm giác giống như là mấy đứa này nó lợi dụng mình hay sao á. Một ngày mẹ thấy con buồn. Bố anh không nghe con làm nó nói hả? Nó đang tính lập cái hội bầu bí gì đó rồi đi biểu diễn thời trang mẫu, coi được không? Mình phải tìm cách ngăn chặn nó từ trong trước nước. Để tán đi uống nước đi. Uống nước xong tập trung lại đây. Con nào không giết được nha, tao cắt. Trời ơi, em sao vậy Quá? Em sao vậy? Cứ bác sĩ giúp đỡ con đi ba. Mẹ đang làm cái gì vậy? Mẹ đang làm công việc tương ngộ, vừa quen biết với những người hốt thuốc, vừa biết coi bói. Chưa hết đâu.